Quý vị đang tìm nhà gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, gần với lại bến xe Nghĩa thì đừng bỏ lỡ căn nhà này. Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng là 30m², thiết kế 5 tầng, hướng nhà là hướng Đông Bắc, ngõ trước nhà 2,5m, cách với lại đường ô tô đi lại chỉ 50m thôi, thưa quý vị. Và với căn nhà 5 tầng này thì sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn theo như hiện trạng và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu với cái giá bán cũng như là vị trí Ngọc Anh để ở dưới phần miêu tả và dưới phần bình luận cho quý vị nhé. Thiết kế của ngôi nhà, cửa chính hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp, và thiết kế của ngôi nhà như sau. Ngọc Anh đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, phần phòng khách thiết kế cho quý vị một chiếc quạt trần này, rồi cái không gian phòng khách thiết kế tương đối là hợp lý ở đây. Vách PVC nano giả nhựa ốp đá cho mọi người. Đó. Kệ TV. Căn nhà này thì theo như hiện trạng vừa mới dọn dẹp xong hết, hoàn thiện xong hết. Quý vị có thể dọn đồ về ở vị trí cụ thể của nó thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí ngôi nhà này gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Phú Lãm, gần với lại trạm y tế phường Phú Lãm, gần với lại trường mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2, giao thông đi lại thuận tiện, gần với trường Đại học Đại Nam, gần với lại trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo. Đó, nói chung tiện ích, chợ trường, ngập tràn. Đó, ngoài cái phần phòng khách kia thì đây là phần phòng bếp thưa quý vị. Với phần không gian phòng bếp hoàn thiện, chỉn chu cho hết cho quý vị rồi. Với tủ bếp thiết kế là gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp thì ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt xong xuôi tinh tươm hết cho quý vị rồi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt cho quý vị xong hết. Căn nhà này mặt ngõ, tuy nhiên không phải là ngõ thông và đồng thời thì nó không phải là căn cuối cùng của ngõ quý vị nhé. Nói chung có như thế nào thì Ngọc Anh review cho quý vị chuẩn chỉnh như vậy. Căn nhà này ấy, tiếp theo thì với cái thiết kế của nó không có lỗ phong thủy gì mọi người ạ, không đường đâm, không thoát hậu nhá. Tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý, đáp ứng được bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà này. Với căn nhà này 5 tầng thiết kế 3 phòng ngủ rộng, rất là ổn áp, gần với trường Đại học Đại Nam, cho nên nếu như quý vị có nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh, có thể vừa ở vừa cho thuê cũng rất là hợp lý nhé. Ngăn cách giữa phần cầu thang, cửa chính ở đây thiết kế cho quý vị một cái tủ kệ CNC đây, rất hợp lý. Gỗ. Với cái ngôi nhà này thì chủ nhà thiết kế đồng điệu cho quý vị, combo gần như là tủ bếp này, màu tủ bếp này và cái màu kệ gạch này, mọi cái đều rất là hợp lý. Hệ thống trần thạch cao, xung quanh được ốp gỗ, rồi ốp cả cái vách CNC nữa mọi người ạ. Nói chung là chủ nhà thiết kế tương đối là chỉn chu. Gạch lát nền thì kích thước gạch 60-60 vân đá chéo trắng đen. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite và với cái tay vịn cầu thang thiết kế cho quý vị hoàn toàn là gỗ. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Và Ngọc Anh đã chia sẻ rồi, với căn nhà này thiết kế tổng cho quý vị 3 phòng ngủ. Đây là phòng ngủ đầu tiên, tầng 2, tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế cho quý vị. Mỗi một tầng thiết kế như thế này. Đây. Với tầng 2, chủ nhà lắp rèm cửa này, điều hòa luôn cho quý vị nhé. Ban công mở thoáng ra phía bên ngoài, cửa sổ thông thoáng thiết kế 2 lớp. Ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa thì không cần nữa bởi vì căn nhà này đã lắp cho, phòng này là đã lắp điều hòa cho quý vị sẵn rồi. Hệ thống trần thạch cao đây. Phòng ngủ được thiết kế sàn gỗ, vuông vắn. Theo như hiện trạng, quý vị dọn đồ về và ở được ngay. Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ. Và phòng vệ sinh đây mọi người ơi, siêu rộng. Phòng vệ sinh thiết kế tầng 2, cabin tắm. Đây. Sen tắm, sen cây tắm nóng lạnh. Bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá. Nước riêng, điện riêng, hồ sơ điện nước lắp đặt xong xuôi. Theo như cái ngôi nhà này thì quý vị, Ngọc Anh đã chia sẻ rồi, xách vali về và ở được ngay, công chứng trong ngày, sang tên sổ đỏ trong ngày cho quý vị. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế tương tự như ở tầng 2 cho quý vị. Rèm cửa này, điều hòa này, công năng sử dụng như nhau. Đó. Đấy, rèm cửa. Căn nhà này hướng nhà là hướng Đông Bắc, cũng rất là thoáng mọi người nhé. Nó nằm ở trên mặt ngõ nên là nó rất là thoáng luôn. Nhà có như thế nào thì Ngọc Anh quay review cho quý vị như vậy.
vị trí cụ thể thuộc phường Phú Lãm. Phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Thanh Oai, quý vị đi làm ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Nói chung là cái này thì tùy hợp với cái công năng sử dụng, còn mọi người muốn tư vấn cụ thể thì liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh nhé. Phòng vệ sinh của tầng 3 đây. Đó, tương tự như tầng 2 luôn. Bồn cầu này, hệ thống sen tắm này, vách kính tắm này, quạt hút mùi này, cửa sổ thông thoáng, lavabo. Và mời quý vị theo em lên phía tầng 5 của ngôi nhà. Tầng 4 thiết kế giống hệt như tầng 2, tầng 3, cho nên mời quý vị theo em lên tầng 5 khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên tầng 5 thiết kế cho quý vị, đây là phần phòng thờ, nơi Ngọc Ánh đang đứng. Phòng thờ của ngôi nhà. Phần còn lại, sân phơi. Đây mọi người ơi, sân phơi siêu rộng. Đó, sân phơi này mọi người này. Xung quanh dân cư đông đúc, vị trí đi lại thuận tiện. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà 5 tầng này, giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần bình luận thì mọi người liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trước màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.